bài thuốc viêm họng, viêm amidan Đỗ Minh Đường, giải pháp đặc trị hàng đầu. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường. Sáng nay mình sẽ có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với chú Nguyễn Văn Khôi, bệnh nhân viêm amidan tại nhà thuốc. Sáng nào thì chú cũng chạy bộ qua đây và có thể là chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn sau đây ạ. Đây rồi, chú kia rồi. Chú Khôi. Cháu bảo này, chú vào nhà thuốc Đỗ Minh Đường cháu phỏng vấn một lát. Ôi giời, có gì mà phỏng vấn. Rất nhiều bệnh nhân muốn hỏi là cái tình trạng viêm amidan của chú như thế nào và chú đã điều trị thành công ra sao ấy. Thì bây giờ cháu mời chú về nhà thuốc Đỗ Minh Đường, cháu với chú nói chuyện một lát. Vâng. Chú có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là cái tình trạng bệnh mình đang điều trị tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường được không ạ? Tôi tên là Nguyễn Văn Khôi, năm nay tôi 55 tuổi. Thì tôi là bộ đội nghỉ hưu. Hiện nay thì tôi đang điều trị cái bệnh viêm amidan thốc ngực ở tại nhà thuốc Đông Gia Truyền Đỗ Minh Đường. Thì tôi đã điều trị được 2 liệu trình rồi và tôi tiếp tục điều trị thêm một cái liệu trình nữa để cho nó khỏi cái bệnh này. Mình bị viêm amidan từ bao giờ vậy chú? Tôi bị viêm amidan thì cũng lâu rồi, cũng phải hơn 10 năm rồi. Tức là trong cái giai đoạn mà tôi còn trong quân ngũ, thì do cái điều kiện trong quân đội thì nay đây mai đó, rồi thay đổi khí hậu, rồi thay đổi thời tiết, rồi ở trong rừng, nên ở trong rừng nó lạnh, nên gần như là anh em trong đơn vị chúng tôi thì ai cũng bị viêm về cái đường hô hấp. Cái ho nó dữ dội, anh em nó cứ đùa tôi là ông bị ho gà rồi. Thì mỗi lần ho nó cứ đỏ hết cả mặt, như là cả trọng. Thì tôi cũng thấy là đấy, cái bệnh nó cũng rất là ảnh hưởng. Đặc biệt ấy, là cái viêm amidan ấy. Cái viêm amidan thốc ngủ như của tôi nó là có mùi hôi. Hôi lắm. Dạ vâng, thì không biết là cái cơ duyên nào mà khiến chú quyết định tìm đến nhà thuốc Đỗ Minh Đường để thăm khám và điều trị ạ? Thì nói thật là với nhà thuốc Gia Truyền của Đỗ Minh Đường ấy thì tôi biết từ lâu rồi. Trước đây ấy, thì tôi cũng có đi khám, nên là đi khám thì người ta cho thuốc Tây y, thì tôi uống thì lúc đầu thì nó cũng đỡ, nhưng sau đó thì nó lại tái phát. Do nó được cái mệt mỏi như thế thì tâm là tôi cũng có ý định là có khi mình sang thử xem, dùng thuốc Đông y xem nó có thể nó an toàn hơn. Vì thực ra là nhà tôi cũng gần với nhà thuốc. Hàng ngày khi mà tôi đi làm ấy, thì tôi thấy cũng rất là nhiều người vào thăm khám ở nhà thuốc. Nhưng do lúc đấy là có điều kiện mình còn đi làm, nên tôi cũng rất là chủ quan. Thế nhưng đồng thời là tôi lại cũng hay thấy là trên các chương trình TV ấy, các cái chương trình như là Sống Khỏe Mỗi Ngày này, hoặc là cái chương trình Khỏe Rất Có Ích này, thì tôi thấy cũng có nói về đến nhà thuốc Đông y Đỗ Minh Đường, thì tôi cũng rất yên tâm. Nhưng khi mà mình quyết định là dùng thuốc Tây y để chuyển sang dùng thuốc Đông y ấy, thì lập tức là tôi đến với nhà thuốc Đông y Đỗ Minh Đường để khám và điều trị. Hiện tại thì chú cũng chia sẻ là mình đã điều trị hết 2 tháng thuốc của tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường rồi. Thì hiện tại đây chú cảm thấy cái tình trạng sức khỏe của mình tiến triển như thế nào hả chú? Khi đến với nhà thuốc Đỗ Minh Đường ấy, thì tôi được Lương Nghi Tuấn trực tiếp thăm khám cái bệnh viêm amidan của tôi. Tôi lại được Lương Nghi là khám và cho tôi 2 cái liều điều trị liền trong 2 tháng và với 2 bài phương thuốc dùng song song. Thì đấy là thuốc, một là cái thuốc uống đặc trị, và 2 là cái cao lại đỏ. Cái bài thuốc mà của Lương Nghi Tuấn cho tôi ấy, thì là khi mà Lương Nghi cho tôi là bài thuốc là tôi dùng đã được bào chế rồi. Chứ bình thường thì nó có cái loại là bào chế là mang về đun sắt, thì tôi ngại, đâm ra là được Lương Nghi cho tôi cái bài thuốc đấy. Thế theo cái thuốc thì nó có 2 loại, một là cái viên uống, 2 là cái viên cái thuốc được cho vào hòa tan và nước ấm để uống. Nó rất là bình thường, uống rất dễ dàng. Sau khi mà sử dụng được hết cái liệu trình của Lương Nghi Tuấn cho tôi ấy, thế đến nay thì tôi thấy cơ thể tôi rất là khỏe. Nào là đặc biệt là không ho này, rồi thì không còn bị làm sao nó tắc cổ các kiếp như ngày xưa, mà cái hơi thở thì hô hấp của tôi rất là nhẹ nhàng. Tôi rất là cảm ơn nhà thuốc Gia Truyền Đỗ Minh Tuấn, Đỗ Minh Đường đã cho tôi được cái sức khỏe
mà có sức khỏe thì mới có cuộc sống ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Rất cảm ơn chú Khôi đã chia sẻ và cháu cũng chúc chú là luôn mạnh khỏe, kiên trì theo sát cái liệu trình mình đang điều trị tại Đỗ Minh Đường để sớm có thể đẩy lùi được căn bệnh viêm amidan mãn tính ạ. Cảm ơn cô. Bài thuốc viêm họng, viêm amidan Đỗ Minh Đường, giải pháp đặc trị hàng đầu.